Đó là một cái cách sản xuất rượu mới cho rượu trắng. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Hào. Và tập ngày hôm nay nội dung chính sẽ là về rượu vang, những kiến thức rất là cơ bản và căn bản để mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm một chút về rượu vang, giống như là một trong những cái văn hóa rất là mới và hội nhập vào Việt Nam. Như các bạn đã thấy thì Hào đang cầm một cái ly rượu vang hồng là rosé. Thì trong cái thời tiết này là mùa hè thì uống rosé sẽ rất là tuyệt vời. Rượu vang không có phải là một cái thức rất là xa lạ, nhưng mà hiện tại thì rượu vang giống như là một cái trào lưu cũng như là một cái nền văn hóa rất là mới cho giới trẻ. Mà Hào cảm giác như là thực sự là nếu như mà mình không có làm những cái ngành về dịch vụ nhà hàng hoặc là những cái người mà sành uống rượu vang thì mình cũng sẽ không có biết nhiều đâu, chỉ là một cái thức uống alcohol như là những cái loại rượu khác. Nhưng mà nếu mà để nói về rượu vang thì nó là cả một cái kho tàng cũng như là một cái nguồn kiến thức mà vô tận các bạn à. Bởi vậy tại sao mà những cái người mà master là sommelier đó, là họ là những người rất là giỏi và uyên thông về rượu. Bởi vì khi nói về rượu thì chúng ta sẽ nói không những về cái chất lượng, cái loại nho, cái nơi rượu được sản xuất, cái nhà sản xuất và cái đất đai, khí hậu. Bởi vậy những cái tập trước Hào có nói là thiên thời địa lợi nhân hòa về rượu vang đó là một cái tinh túy của trời đất đã ban tặng cho chúng ta. Nếu như các bạn có tìm hiểu thì Hào có hai cái video để hướng dẫn, là một là khui rượu như thế nào, cái thứ hai là giữ rượu như thế nào. Nhưng mà tập ngày hôm nay đó Hào sẽ đi sâu về cái cách làm rượu, rượu là ở đâu mà ra, rồi những cái chi tiết rất là nhỏ mà hầu như là những cái bước rất là cơ bản để tìm hiểu về rượu vang thì nó sẽ có hết trong cái tập này, nên các bạn hãy xem hết và đừng có bỏ qua gì nhé. Rượu vang hay được gọi là rượu nho thì dĩ nhiên là rượu này sẽ được làm từ nho, nhưng mà cái nho mà để làm rượu sẽ là cái nho rất là đặc trưng, nó sẽ nhỏ hơn. Nếu mà nho để làm rượu đỏ thì sẽ là nho tím, màu tím đen hoặc là tím màu đen, còn nếu mà nho làm rượu trắng thì sẽ là có màu xanh trắng. Vậy thì hỏi các bạn đó là nếu mà làm rosé như thế này sẽ được làm từ nho nào? Nếu mà các bạn nào biết đó thì nhớ là để lại những cái comment ở dưới cái comment box cho Hào nhé. Có hàng ngàn loại nho để có thể làm rượu nho, và mỗi loại nho cũng như là mỗi loại rượu sẽ đến từ những cái vùng miền khác nhau. Mình có thể lấy một ví dụ rất là đơn giản, như là các bạn biết xoài cát Hòa Lộc, thì khi mà mình biết về xoài cát Hòa Lộc thì mình chắc chắn là nó sẽ rất là ngon. Và cái đặc trưng, cái đặc thù của cái xoài cát Hòa Lộc nó sẽ là ngon, ngọt. Nếu một chai rượu Chardonnay đến từ Burgundy ở nước Pháp thì chắc chắn cái chai đó là ngon hơn những cái chai đến từ nước Ý hay là Chile hay là Úc. Vì thế chúng ta có những cái bậc thầy về rượu vang gọi là sommelier đó các bạn. Ngoài ra đó thì rượu vang không chỉ dựa vào cái loại nho, mà loại nho chỉ nói được cái đặc tính và cái đặc thù của cái loại rượu đó. Để có thể sản xuất một chai rượu ngon thì phải tùy vào cái nơi, cái xuất xứ của nó, cái thứ hai là cái vùng đất, cái thứ ba là cái nhà sản xuất, cái người làm rượu, cái thứ tư là khí hậu, và cái thứ năm đó chính là thời tiết. Vì vậy tại sao mà những cái người mà uống rượu hay là những cái nhà bậc thầy về rượu thì họ hay quan tâm đến một cái từ gọi là vintage. Vintage ở đây có nghĩa là cái năm mà cái chai rượu đã được sản xuất. Rượu vang sẽ được sản xuất với một loại nho hoặc là nhiều loại nho được trộn với nhau, được gọi là blend wine. Ngoài vang trắng, vang hồng và vang đỏ thì có sparkling wine, có nghĩa là rượu vang có ga, hoặc là fortified wine là những cái loại port, là những cái loại mà uống sau bữa ăn, giống như là dessert wine, nó có tính ngọt. Trên thế giới thì có 3 cách để mà label, có nghĩa là ghi nhãn của một cái chai rượu. Những cái loại rượu mà có những cái nhãn mác mà dễ nhận biết nhất là những cái loại rượu đến từ nước Mỹ. Thì ở trên cái label là cái nhãn đó thì nó sẽ ghi là cái loại grapes sản xuất ở đâu, rồi sau đó là cái tên của cái nhà sản xuất, và cái thứ ba sẽ là đến từ đâu. Cái loại label mà hình như là họ cảm thấy là khó để mà đọc và hiểu nhất đó chính là rượu của Pháp. Tại vì thứ nhất là tiếng Pháp, cái thứ hai là mình phải biết được những cái region, có nghĩa là những cái vùng của Pháp. Tại vì rượu Pháp á, nó rất là đặc thù một cái chỗ là nó sẽ ghi trên cái nhãn là cái region, cái nơi mà sản xuất cái loại rượu đó, thì bạn sẽ biết được là trong cái chai rượu nó có loại grapes như thế nào. Ví dụ như là Sancerre thì Sancerre là Sauvignon Blanc, nhưng mà cái tên của Sancerre là cái vùng miền đó tên là Sancerre. Thì khi mà thấy một cái chai rượu mà ghi là Sancerre thì bạn sẽ biết là 99,9% là cái chai đó là Sauvignon Blanc.
Hoặc là Bordeaux là một cái loại rượu rất là nổi tiếng và rất là ngon, là blend wine, có nghĩa là những cái chai rượu mà xuất xứ từ Bordeaux á, thì thường thì hầu như là blend wine. Đến mùa thu hoạch thì nho sẽ được hái bằng tay hoặc là bằng máy, tùy vào thuộc vào cái nhà sản xuất. Sau khi mà thu hoạch xong thì nho sẽ được qua một quá trình sơ chế là rửa, rồi loại bỏ những cái cành nho ra. Nho sẽ được lên men, sau đó là thêm yeast, là cái men đó các bạn, để mà có thể tạo nên được alcohol. Thì men nó sẽ ăn cái độ ngọt, cái đường ở trong nho thì sẽ tạo nên cái alcohol. Sau đó thì nho sẽ được ép để lấy nước. Với rượu trắng đó thì nho sẽ được ép ngay tại chỗ sau khi mà sơ chế. Còn rượu đỏ thì sau khi ép nho lấy nước thì nho sẽ được để trong một cái gọi là cái barrel, là cái thùng gỗ đó các bạn, gọi là cái barrel, thì nó sẽ được giữ trong đó khoảng 6 tháng trước khi mà đóng chai. Còn đối với rượu trắng đó, thì có hai cách. Một đó là người ta có thể để trong cái oak barrel đó, là cái gỗ sồi đó, cái thùng gỗ. Hai là người ta sẽ để trong cái stainless steel, có nghĩa là cái thùng chứa rượu bằng steel, là bằng thiết ha. Thì khi đó cái rượu của mình ra nó sẽ không có cái mùi oak kỳ, có nghĩa là không có cái mùi của gỗ sồi, mà nó rất là clean và cái vị rất là thanh. Còn đối với rượu có ga đó thì sau khi quá trình mà lên men thì rượu có ga sẽ được để vào trong những cái bình, sau đó cái nhà sản xuất sẽ để thêm đường hoặc là thêm những cái men để mà nó có thể có thêm một cái quá trình lên men trong cái chai. Đó là lý do tại sao mà nó rất là đặc biệt cho những cái loại rượu sparkling wine như vậy. Bây giờ thì họ sẽ giới thiệu với các bạn những cái loại grape rất là phổ biến, và họ sẽ chỉ các bạn đọc nhé, để chúng ta có thể nói thật là đúng và cảm giác mình là một người rất là sành điệu về rượu vang nhé các bạn. Rượu trắng thì chúng ta sẽ có Riesling. Loại này thì sẽ ngọt nên sẽ rất là dễ cho các bạn nào mà mới tập tành uống rượu trắng, thì nó có độ ngọt. Và thứ hai đó chính là Pinot Grigio. Pinot Grigio là một trong những cái loại grape, những cái loại nho rất là phổ biến. Thường thì phụ nữ rất là thích uống rượu trắng bởi vì nó rất là thanh, nó nhẹ nhàng, nó không có nhiều cái thứ đang diễn ra trong cái miệng của mình như là rượu đỏ. Thì được đọc là Pinot, mình sẽ bỏ cái chữ T nhé, Pinot Grigio. Sauvignon Blanc là một trong những loại rượu mà có thể nói là phổ biến như là Pinot Grigio, nhưng mà Pinot Grigio thì cái body của nó sẽ nhẹ hơn là Sauvignon Blanc. Pinot Grigio là light body, còn Sauvignon Blanc là medium body. Đọc là Sauvignon Blanc. Rượu thứ tư đó chính là Chardonnay. Đây là loại rượu là full body, mà Chardonnay đến từ Burgundy, mà đến từ cái nơi tên là Chablis, thì đây là cái nơi mà sản xuất Chardonnay ngon nhất. Nếu như bạn nào mà có cái cơ hội mà bạn đi ra một cái quầy rượu và bạn thấy được cái Chablis Chardonnay đó thì bạn nhớ là thử cái này nhé, tại rất là ngon. Qua đến rượu đỏ thì chúng ta có Pinot Noir. Giống như là Pinot Grigio thì là Pinot Noir. Pinot Noir là một trong những cái loại grape mà mắc tiền nhất. Nếu như mà để mua được một cái chai Pinot Noir mà ngon đó thì cái chai này rất là mắc tiền, bởi vì Pinot Noir là một trong những cái loại grape mà khó để trồng được và khó nuôi. Nên là để sản xuất ra một cái chai Pinot Noir thật là đặc biệt á, thì rất là mắc tiền. Và cái chai Pinot Noir này á, mà ngon nhất ở trên thế giới hiện nay đó, là đến từ Burgundy luôn các bạn, nước Pháp. Và Pinot Noir là light body, nên là bạn nào mà bắt đầu thử muốn uống rượu đỏ đó thì Pinot Noir là một cái bạn có thể thử nhé. Tiếp theo là Malbec. Malbec thì phải đến từ Argentina, đến từ một nơi tên là Mendoza, Argentina. Cái nơi này đó là cái nơi mà sản xuất Malbec the best, is number one Malbec. Khi mà bạn uống Malbec là bạn phải đi tìm đến cái chai có ghi là Argentina Mendoza, là đến từ Malbec. Malbec sẽ được xếp vào cái hàng là medium body. Loại nho tiếp theo là Merlot. Bỏ chữ T nhé các bạn, là Merlot. Merlot là một trong những loại rượu mà hầu như họ thấy là không có được uống nhiều lắm những
cái người mà phụ nữ mà uống Merlot đó là những người trung niên. Bởi vì hình như là Merlot nó có một cái tính rất là nó smooth, nhẹ nhàng và nó rất là thanh. Và đôi khi đó là không có động lại trong cái miệng mình nhiều nữa nếu như mà những cái nhà sản xuất Merlot mà không phải là những cái người mà sản xuất Merlot mới hiện tại. Nên là Merlot hình như là gần như là bị thất truyền, nhưng mà không phải thất truyền lắm, tại vì nó là từng là một trong những cái loại grapes rất là nổi tiếng. Cabernet là một trong những cái loại rượu mà họ rất là thích. Thì Cabernet có mặt trên toàn thế giới, ở đâu cũng có Cabernet và ở đâu cũng có thể sản xuất cái Cabernet này, nó ngon hết. Nhưng mà cái nơi mà họ thích Cabernet nhất là, các bạn nhớ là cái tập trước họ nói về rượu vang đó, thì sẽ đến từ California, Napa Valley. Cabernet là cái ngon nhất. Và tên đầy đủ là Cabernet Sauvignon, hoặc là bạn có thể nói là Cabernet thì người ta hiểu rồi, hoặc là nó là Cab thì là cái tên tiếng tắt của rượu Cabernet. Cabernet Sauvignon là một trong những cái loại rượu phổ biến nhất và được blend, có nghĩa là được trộn với rất nhiều loại nho khác nhiều nhất, bởi vì cái đặc thù của nó là full body, nó có rất là nhiều tannins, nó có jammy, là rất là jammy, có nghĩa là khi mà bạn ăn mứt các bạn thì cái vị, cái không phải là cái vị ngọt mà cái vị trái cây của nó nhiều á. Bên cạnh đó thì họ rất là thích rượu Ý, thì rượu trắng là có Gavi da Gavi nè, Vermentino. Rượu đỏ thì có Barbera, Docero, Nebbiolo, Sangiovese, hoặc là một trong những cái loại rượu trắng mà nếu như có bạn nào mà thích rượu trắng và thích nó ngọt đó thì các bạn có thể tìm hiểu Moscato. Họ cũng có nói những cái tập trước nếu mà bạn có coi lại nhé. Moscato là một trong những cái loại rượu mà uống rất là vui, uống hình như giống như là uống nước đường, nước nho đường đó các bạn. Nhưng mà nếu mà bạn uống được một cái ly Moscato ngon đó, nó có một cái chút bubble, có nghĩa là cái sủi bọt. Tại vì Moscato nó không phải là rượu có ga, nhưng mà cái tính chất và cái cách sản xuất này đó thì họ cũng không có rành lắm. Thì trong cái Moscato nó sẽ có một chút bubble, là một chút cái bọt đó các bạn. Nó sẽ làm rất là vui cái miệng của mình. Và cái Moscato sẽ tốt cho khi mà mình ăn những cái gì nó cay, hoặc là mình ăn seafood chẳng hạn, hoặc là Moscato có thể giữ như là một cái dessert wine, một cái rượu uống sau bữa ăn. Về phần pairing đó thì nếu như mà bạn nào mà có đi uống rượu nhiều thì bạn sẽ thấy là bây giờ mình sẽ uống rượu với một bữa ăn, hoặc là mình xem TV, xem báo đài thì mình thấy người ta uống rượu với thức ăn đúng không ạ? Nhưng mà làm sao? Nhưng mà về cái phạm trù đó thì gọi là pairing các bạn, có nghĩa là rượu nào sẽ đi với món ăn nào, nó sẽ như thế nào. Thì hôm nay họ sẽ chỉ nói đơn giản thôi nhé. Nếu như mà bạn ăn seafood là ăn hải sản đó, ăn salad là ăn rau gỏi, ăn những cái đồ ăn mà light, có nghĩa là nhẹ nhàng đó, thì mình sẽ uống với rượu trắng. Còn nếu như mà bạn ăn steak, ăn thịt đỏ, ăn thịt có nhiều fat, có nghĩa là có nhiều chất béo, thì rượu đỏ sẽ là cái lựa chọn đúng đắn và tốt nhất nha các bạn. Còn để uống rosé thì mình có thể ăn những cái món châu Á của mình, uống rosé sẽ là tốt. Hoặc là mình có thể ăn seafood nữa, tại vì rosé, nếu mà những cái rosé light như thế này nó sẽ có những cái đặc tính để mà hòa hợp với seafood. Hoặc là ăn pasta với những cái cheese sauce đó các bạn thì rosé cũng tốt. Hoặc là ăn dumplings, ăn điểm sắm, rosé sẽ rất là ngon luôn. Bạn nào mà có đi ăn ở Din Tai Fung đó thì bạn sẽ thấy là rosé mà ăn với lại những cái món dumplings đó sẽ rất là ngon. Những kiến thức về rượu cơ bản Hào đã cho các bạn rồi. Vậy thì nếu mà các bạn đã có thêm những ý kiến gì, hoặc là bạn biết gì thì bạn nhớ để lại những comment cho Hào nhé. Và nếu như mà các bạn yêu thích cái video này thì đừng quên nhấn nút like, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Đừng quên để lại những comment cho Hào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào và Mix It Up. Bye bye.